Dạ thưa sếp. Tổng cộng cái hàng lỗi này bao nhiêu cái? Không dạ. có nhiều hết, không có. Dạ đúng rồi dạ. À, dạ chỉ có 400 cái thôi sếp. Dạ. Dạ sếp ơi. Tiền của công ty, tiền của công ty. 400 cái. Bao nhiêu tiền của công ty? Dạ. Mà bây giờ ôm cái này, bây giờ ai bận cái này? Bây giờ mọi người nghĩ đi. Bây giờ tôi kêu mọi người tới đây để coi kiểm định cái lượng hàng lỗi này. Bây giờ mọi người nghĩ tìm cách nào để mà tiêu thụ, để mà bán ra thị trường những cái mẫu thiết kế này cho tôi. À, tại sao mình suy nghĩ cái quy mô nhỏ vậy? Chúng ta phải đưa vào trường múa. Trường múa, các em sinh viên trường múa, đúng không? Có cái rất là nhiều hệ, hệ trung cấp, hệ cao đẳng, hệ đại học. À, 400 cái này có thể là phân phối cho các em làm đồng phục vẫn được. Đồng phục hả chị? Đúng rồi. Nó dày dày rồi đồng thôi phục đi, nào? Thôi đi. Tới giờ phút này á thì chỉ cần một cách thôi. Cách gì? Làm gì? Đi coi bói không? Chị... Sao xui quá sếp à. Mấy người bớt nói chuyện tào lao đi. Dạ. Bây giờ tập trung vô công việc chính nè. Cô Liên. Dạ. Cô phụ trách bên mảng marketing. Dạ đúng. Bây giờ nhiệm vụ của cô là suy nghĩ cách nào để bán được hết 400 cái áo lỗi này cho tôi. Sếp. Ơi sao mà lâu quá vậy nè. Làm ăn gì mà lâu lắc dễ sợ. Ôi. Cô vừa làm cái thái độ gì đó. Cô làm cái thái độ gì vậy? Dạ thưa sếp, dạ vui mừng mắc cười. Tại sao cười? À, người ta thường nói sếp như là mùa xuân của công ty. Mỗi khi sếp đến gần thì em cảm giác như mùa xuân ấy đang về. Hả? Và đây, hình tượng của một chiếc bao lì xì của ngày Tết. Còn chờ đợi gì nữa hai cậu? Đi ra đây. Dạ. Có non mộng ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre tre tre. Trời đất ơi. Mọi người ơi. Trời, hồi nãy như một mình sếp thôi là em tưởng tượng như là một cái bao lì xì. Còn bây giờ em cảm giác giống như một mùa xuân. Một mùa xuân đang về trên khắp mọi miền đất nước. Em tin rằng cái bộ sưu tập này sẽ bán rất đắt hàng. Cô chế giễu tôi à? À dạ không, dạ dạ. Cô bông đùa với tôi à? Mấy người ơi. Dạ. Dạ ơi. Công ty mình mất mặt đủ lắm rồi. Đừng làm cho công ty mình phải đổi một thứ gì khác lên đầu nữa. Công ty mình là thiết kế mình được. Thì cái đó cũng bằng giải thôi chứ khác. Bây giờ ai mua những cái mẫu mã này nữa? Cậu Henry. Dạ. Cậu nói đi. Cậu nói đi. Dạ thì thật ra nó em cũng tức ghê lắm. Cái này là lỗi của cô em. Dạ. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Mình phải khắc phục thôi. Dạ. Khắc phục. Mất mặt nhiêu đó đủ rồi. Dạ. Bây giờ muốn tiếp cận được khách hàng mà ít tốn chi phí nhất thì chỉ có live stream thôi. Hay, cách đó hay. Nhưng mà live stream mà mình ngồi mình nói, mình kêu gọi bình thường á thì nó quá tầm thường rồi. Nó cũ đúng không? Có một cái trend hiện nay bây giờ nè. Lấy một cái tấm bảng nhỏ nhỏ như nè. Cái nội dung cái tấm bảng mới quan trọng nha. Ừ. Mình ghi là tụi em mất khả năng lao động, mua giùm tụi em một sản phẩm. Đó, mình cứ đứng mình cầm đó thì hoài thôi. Rồi. Người ta vô, người ta thấy thương, người ta thấy tội, người ta mua ủng hộ mình. Mình đứng được như vậy thì mình vẫn còn có khả năng lao động mà. Dạ. Cậu có tin tôi cắt nhượng cậu, cậu nồi đây cậu liệt luôn không? Cách này không được. Hủy, hủy đi. Bây giờ cái cách này hay hơn. Mình đi ngủ sếp. Cái mình ghi tấm bảng là em ngủ rồi, ai mua hàng vô sản phẩm mà mua. Đó. Ngày mai cậu ở nhà cậu ngủ luôn đi. Khỏi cần tới công ty làm việc nữa. Sếp, sếp. Cậu tin tôi đuổi việc cậu luôn không? Dạ tin em. Một cái ý tưởng thật là tồi tệ. Bây giờ là tốt nhất là chúng ta phải phụ thuộc vào mạng xã hội. Mạng xã hội tiếp cận rất là nhiều đối tượng khách hàng. Đúng. Già trẻ bé lớn, mọi độ tuổi, mọi ngành nghề khác nhau. Mình live stream. Đôi khi những cái nhãn hàng này ở đất nước mình không chuộng, nhưng ở nước ngoài người ta lại thích thì sao? Dạ. Cô mở cái chế độ thế giới lên, live stream. Và cô, trách nhiệm của cô Liên. Dạ. Là phụ trách rao giá. Chúng tôi sẽ làm cái gì đó đặc sắc, một cái gì đó nó vui nhộn, để cho những cái người mà xem live stream của mình thấy thú vị. Thì thôi nhảy đi. Nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Rồi, rồi, rồi. Nhảy. Dạ. Bắt đầu đi nào. Rồi. Hey. 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 Kính thưa mọi người, kính thưa mọi người. Ngày hôm nay công ty của chúng tôi sẽ ra 3 sản phẩm. Có màu rất là tươi, rất là sáng, rất là hợp thời trang. Hợp với mọi độ tuổi. Đầu tiên là màu vàng. Màu vàng dành cho những người có cái tính chất đàng hoàng. Màu đỏ cho những em nhỏ. Màu xanh cho mấy đứa hay lành chanh. Dạ không, có những người thích ăn chanh. Hey. Hey. Mua hàng, mua hàng. Mua hàng, mua hàng.
Đang sale. Sắp sàng. Sắp sàng. Một cái 200. Hôm nay chỉ còn. Chỉ còn. Ba cái 600. Yeah. Ủa? Những gì vậy mà? Sale hàng. Sắp sàng. Mấy trăm ngàn người coi rồi. Không có người nào coi. Chị ít nhất chị phải tạo động lực giả cho tụi em chứ. Chị phải nói 1.000 người, 2.000 người cho tụi em hăng máu lên làm. Có rồi. Sếp ơi, em làm được rồi. Được một người coi rồi sếp ơi. Một người coi rồi. Bây giờ phải cố gắng lên. Làm cách nào để bán được hết cái lượt hàng này. Ai kêu trời, ai đề ra tôi trừ lương hết. Nào, bắt đầu đi nào. Bắt đầu đi. Dạ. Nhảy lên đi nào cậu. Nhảy lên. Ri. Cậu Nam. Dạ. Sao hàng. Đúng rồi. Một cái 200. Ba cái chỉ còn. 60 mà thôi. 60 cho trời. Thật vô nghĩa. Chán phèo. Suốt cả một tuần qua làm đủ mọi cách vẫn không bán được cái áo nào. Sao vậy? Vực dậy tinh thần đi nào. Nhuệ khí đâu rồi? Tinh thần mấy người đâu rồi? Tôi đã nói mọi người đâu. Phải máu lửa lên. Phải tự tin vào bản thân mình thì chắc chắn sẽ thành công. Thưa sếp, sếp phải công nhận với mọi người một điều rằng sếp đã đi sai chiến lược marketing rồi. Sếp phải công nhận điều đó chứ. Vẫn chưa có ai đặt hàng à? Dạ. Nói điện thoại đi. Alo. Công ty 5G Fashion xin nghe. Cái gì? Người ta đặt mua 500 bộ bà ba. Bị khùng hả ai vậy? Chị? Anh có bị khùng không? Dạ không. Bên này trời, mấy đứa bên này nó khùng rồi. Người sếp ơi, mình có 400 bộ mà nếu mà 500 bộ. Tôi là giám đốc công ty đây. Dạ. Đúng rồi. À, công ty tôi có áo bà ba và có mùng nữa. Sếp ơi, có bà ba không có mùng. Mùng đâu? Có mùng. Người chửi người ta khùng. Sao à? Anh không đặt hàng về cái mùng à? Anh đặt 500 cái áo bà ba. Có 100 cái à? Có 100 cái đâu à? Khoan đã. Anh cho tôi hỏi anh đến từ đâu à? Trời ơi. Tại sao anh biết tụi tôi có những cái... Hả? Anh coi qua mạng à? Và anh đặt mua 500. Có, tôi có. À, được rồi. À, ngày mai tôi sẽ... Chiều nay. Chút. Sao kịp. Chiều nay tôi sẽ gặp anh để mà tiến hành ký hợp đồng. Sao? Anh đồng ý? Sao rồi sếp? Sao sếp? Hư rồi hả sếp? Mình có 400 cái. Đúng rồi sếp, có 400 mà. Nó rồi 500 mình đâu có đủ. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là mấy giờ? Quá trưa rồi sếp ơi. Từ bây giờ tới chiều mình may được 100 cái nữa không? Cái đó phải hỏi cô ba chứ. Hỏi cô ba mới được. Mà chắc là được sếp ơi. Mình đã hành trang rồi. Người ta coi qua mạng. Người ta thấy được mình nhảy múa. Người ta thích những cái áo này. Mọi người thấy không? Có công mài sắc. Có ngày nên trend. Mình hành trend rồi, người ta đặt quần áo của mình đó mọi người ơi. Ơi tỉnh lại. Mình hành trend rồi. Sếp ơi, vậy bây giờ đầu tiên là mình phải may đi sếp. Xong rồi mình giao cho người ta. Rồi mình ăn mừng gì sếp. Nhảy đi nào. Mua đi. Đeo hàng sale hàng. Tập sàng. Chúc mừng sếp. Vậy đây em tặng cho sếp. Chính nhờ có sếp đại thần chúng ta mà 400 sản phẩm vừa qua đã được bán sạch sẽ. 400 sản phẩm gì? 400 sản phẩm không lỗi gì đâu của cô ba nè. Sếp quá giỏi luôn sếp. Không, mọi người đừng có làm quá như vậy. Làm tôi ngại lắm. Cái này là bông hoa tặng cho sếp. Đây, micro đây, sếp phát biểu đi sếp. Cậu này, cứ làm mọi chuyện quá lên như vậy. Có gì đâu. Bây giờ mọi người hãy nhìn lấy tôi là một vị sếp. Dạ. Tôi sẽ làm gương cho tất cả mọi người. Mọi người hãy nhìn thấy tôi đi. Mình chỉ cần có ý chí thì chắc chắn
Minh sẽ thành công. Hay quá sếp ơi. Đúng là cái người mà học rộng hiểu nhiều. Sếp là coi như là sếp mà ra tay là cái gì cũng xong hết trơn rồi. Trời ơi, chứ còn cái gì nữa. Riêng vấn đề này em nhất trí với chị. Mà chị có thấy rõ ràng không? Ừ. Ngày hôm đó em nhảy quá đẹp luôn. Nhảy em đá dùm cái nào là bán hàng cái đó luôn á. Sếp ơi, tôi cảm ơn sếp nha. Sếp á, đúng là một vị thần của tôi á. Không có sếp bây giờ tôi biết tôi giấu mặt ở nơi nào. Không cần phải giấu mặt đâu cô Ba Kim. Nhờ sự thành công của tôi nhưng mà đã vớt được cái phần lỗi của cô. Dạ. Đó là 400 cái mẫu áo lỗi của cô. Dạ biết rồi. Cô hãy nhìn thẳng mặt tôi đi. Giấu mặt làm cái gì? Bây giờ phải đối chất chứ. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc. Thắc mắc gì vậy sếp? Dạ gì ạ? 400 cái mẫu áo đó và cái mẫu thiết kế cái bộ sưu tập đó của cô Ba Kim được mang tên là gì ạ? Dạ mây cần gió, em cần anh. Dạ đó là cái thiết kế xa xưa thôi mà tôi không ngờ cũng theo kịp trào lưu. Ý nếu mà nói như vậy thì tôi cũng có tài chứ phải không sếp? Ủa alo cô ba bình tĩnh lại nha. Cái vấn đề ở đây á là tại vì nhờ sếp của chúng ta tài giỏi. Sếp đại thần, sếp múa mai quay cuồng như một con điên ở trên live stream. Trời ơi phạm ngôn. Xin lỗi. Sếp múa mai quay cuồng, sếp tạo trend á cho nên là mới bán được hàng, cô hiểu không? Cô có coi những cái khúc tôi múa hả? Dạ có. Rất là đẹp. Đẹp đúng không? Mấy cái trend đó là phải nói là bây giờ là hit luôn đó. Dạ hit luôn. Đâu gì đó. Mây cần gió, dạ. Em cần anh. Tôi không cần những điều đó cô. Dạ. Ba Kim mà. Dạ. Trời ơi, cái mẫu thiết kế gì tôi nhìn tôi không biết thế nào. Đây nè. Cô Trang Biên, cô làm chứng cho tôi chứ. Dạ, em làm chứng đây, em đang làm chứng. Tôi nhảy như một con điên đúng không? Dạ đúng rồi. Tôi nhảy như một con điên. Dạ. Để mà tôi bán những cái sản phẩm đó cho cô. Cô cần phải ghi nhận những cái điều này. Phải biết sửa lỗi nha cô Ba Kim. Dạ. Tôi không muốn tôi sẽ trở thành như một con điên như vậy lần thứ hai nữa. Dạ điên là tại vì Trang Bi nó nói thôi. Dạ bữa đó là sếp sang trọng ghê lắm. Dạ chân thành xin lỗi và biết ơn sếp ạ. Thôi bây giờ vậy, qua cái phần lỗi của cô Ba Kim á. Dạ. Dạ tôi chợt phát hiện được lỗi của tôi là nặng nhất. Bậy, sếp không có lỗi. Sếp là người dớt em lên. Sếp là người dớt tôi lên. Sếp không có khóc sếp ơi. Sếp lỗi là lỗi do tôi nè sếp ơi. Sếp à, sếp không có lỗi, sếp lỗi gì chứ? Dạ đúng rồi sếp. Khi mà nhắc lại vấn đề này, tôi cũng muốn bật khóc mà. Thôi sếp đừng có vậy. Lỗi của tôi. Lỗi của tôi sếp ơi. Lỗi của tôi là tại vì tôi quản lý nhân viên quá lỏng lẻo. Mới xảy ra những cái chuyện như thế này. Phải lỗi tôi không? Dạ phải. Phải lỗi tôi không? Nha. Dạ, mọi người chửi tôi đi. Dạ không dám. Dạ, dạ. Mọi người chửi tôi đi. Dạ lỏng lẻo quá, lỏng lẻo. Sếp kêu. Xin lỗi. Tôi bắt đầu thích cậu rồi. Hả? Dạ. Sếp đúng rồi. Đàn ông là phải thẳng tính như vậy. Dạ. Em. Cậu chửi lại tôi coi. Lỏng lẻo quá. Lỏng lẻo quá. Được. Sếp ơi. Bây giờ nói như vậy nè. Phải thẳng tính như vậy. Dạ. Tôi càng thích cậu hơn. Dạ. Bây giờ dù cho sếp có đặt ngát hay là có lỏng. Dám chửi lại một lần nữa không? Dạ không dám. Chết rồi. Một trò đùa vui thôi. Dạ. Nhưng mà cậu thẳng tính tôi khoái. Sếp ơi, bây giờ dù cho sếp có bị đặt ngẹt hay là đặt cứng hay là lỏng lẻo gì thì em cũng theo sếp đó. Bây giờ sếp muốn thay đổi như thế nào? Cô thay đổi về cách quản lý đúng không? Dạ em thay đổi nhiều. Được. Tôi sẽ phải thay đổi hết. Kể từ ngày mai, mọi việc, mọi giấy tờ, tất cả mọi cái gì trực thuộc công ty mà được đưa ra ngoài là phải thông qua một sự kiểm soát hết. Thông qua một thông sự kiểm soát. Thông qua sự kiểm soát là phải có người quản lý đúng không? Đúng, ra vô công ty đều phải thông qua một người quản lý tất cả việc đó. Vậy là sếp hả? Không, tôi không thiết phải làm việc này. Và người quản lý công ty ghi nhận những cái điều đó, người đó chính là cô Ba Kim. Chắc chắn là không phải cô rồi. Cô chính vì cô á
mới xảy ra cái lỗi 400 cái áo này đó. Cô đứng dậy làm gì? Dạ đứng tưởng là sếp giao cho tôi. Trang pin. Em biết mà. Cảm ơn nãy giờ cô đã đưa ra những cái đường lối và những cách giải quyết để tôi quản lý nhân viên. Hay lắm. Em đã nói là sếp làm gì em cũng bên sếp mà. Dạ tôi quyết định, người đảm nhận nhiệm vụ đó, người đó chính là Hoàng Nam. Là em hả sếp? Đúng như vậy. Là vậy bây giờ em thành cái người mà quản lý thay cho sếp, ra cho công ty đem bất cứ gì ra khỏi công ty là em hết. Vậy. Tại vì tôi thích cậu, cậu là người thẳng tính, cậu dám chỉ thẳng mặt tôi và chửi lỏng lẻo. Dạ. Hay lắm chàng trai ơi. Em không ngờ một ngày cái sự thẳng tính của em mà nó có tác dụng vậy sếp. Cảm ơn sếp. Alo, sao không phải là em vậy sếp? Tại sao phải là Hoàng Nam? Tại vì thật ra là có một lý do thế này. Bởi vì Hoàng Nam bắn pháo bông và tặng bông cho tôi làm tôi vui. Vậy là đảm nhận nhiệm vụ đó được rồi. Ủa trời Phật, sao đơn giản vậy? Sao cái gì đó cô ba, sao nó kỳ kỳ đó, sai sai vậy cô ba? Không có gì sai hết. Chúc mừng cậu. Dạ cảm ơn sếp. Cô ba ơi, cái bộ hồ sơ của con để con coi. Rồi đầy đủ hết rồi cô ba. Dạ, cô ba cho con xin cái mẫu giải luôn nha. Đây. Con cảm ơn cô. Rồi ok con đi nha cô ba nha. Cảm ơn cô ba. Hey. Đi đâu mà vội mà vàng mà dắp phải đá mà hoàng phải dây. Dừng chân đứng lại ở đây cho em hỏi một ba câu nào. Đưa cái vỏ em xem nào trong đó có gì hả chị hai? Tôi giả chạc vô mặt cậu bây giờ đó. Cậu làm một hơi à. Cậu có phải đàn ông không vậy? Dạ. Cái thứ nhất là tôi nhấn mạnh cho cậu biết nha. Dạ. Tôi không hề dắp phải đá mà tôi cũng chớ hề hoàng phải chân. Và cái cậu có phải là đàn ông không mà cậu đòi đi xét vỏ phụ nữ là sao? Cậu biết giờ này tôi gấp lắm không? Tôi phải đi gặp đối tác cậu biết không? Phải đi. Thôi, nó chọc cái miệng con hoài nè cô ba thấy không? Bây giờ nhưng mà dám đắp da cho nó nhiệm vụ rồi. Dạ đúng nha, bình tĩnh lại. Dạ đúng rồi. Vậy là em nãy nói lộn. Em không có cần xét vỏ chị, em xét bộ hồ sơ chị đem đi đâu. Thì ra là làm đúng quy trình đó hả cô ba? Dạ. Cô ba nhìn giống như là sao đỏ hồi xưa mà con giờ giống như là học sinh cá biệt vậy đó. Học sinh tội lỗi ở trường hay sao á. Dạ đúng rồi. Đó là lý do tại sao mà áo đỏ thì chị. Xét nhanh nha và làm việc lẹ làng. Dạ. 15 phút nữa là tôi phải đi gặp đối tác. Tác lớn nha. Em sẽ ráng làm nhanh thôi chị. Bình tĩnh lại đi. Ủa cái này là giải nào vậy chị? Đó. À là giải không này. Không phân biệt được hả? Dạ. Vậy còn cái này? Đây. Dạ là giải này luôn. Ủa chị ơi, hình như có gì đó sai sai á. Sai gì? Trong đây ghi là giải Visco, nhưng mà tại sao chị lại cầm giải Modan đi là sao? Chị phân biệt được giải Visco, giải Modan. Cậu Hoàng Nam, cậu nên nhớ nha. Trong công ty này tôi vẫn là sếp của cậu. Và tôi vào đây làm trước cậu. Tôi chỉ nhìn sơ qua thôi, tôi liếc cái nhẹ là tôi biết cái nào là Visco, cái nào là Modan. Nhưng mà tôi cố tình tôi đem theo, chứ không phải là tôi lẫn lộn. Ủa mà cố tình đem theo để làm chi chị? Để cho khách hàng có quyền lựa chọn. Nhưng mà em nói chị nghe, khách hàng có quyền lựa chọn là quyền khách hàng. Nhưng mà khi mà giải Visco với giải Modan nó khác biệt lắm. Giải Visco nó rẻ hơn, giải Modan nó mắc hơn thì sao chị? Nó mà chênh lệch giá thành đó. Nhớ nha, đi làm là phải biết cái quy tắc này. Mắc hay rẻ là do ở khách hàng chọn lựa chứ không phải là do ở cậu. Cậu hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi. Nhưng mà em muốn hỏi chị một vài thứ nữa. Hỏi nữa hả? Tôi nói cho cậu biết nha. Dạ. Bữa nay mà tôi không ký được cái hợp đồng này ha, là tôi cắn, tôi cấu, tôi kéo cậu ra 8 mảnh nha. Em chỉ làm theo đúng quy trình thôi hả chị? Đây chưa? Đây có đúng quy trình chưa? Rồi. Bây giờ tôi đi được chưa? Rồi. Em cũng chưa biết nhưng mà em coi một chút nữa, tại cũng chưa xong. Cái phòng là cái phòng của tôi nha. Mà dạ. Nãy giờ hai người giống như đấu võ đài vậy, coi tôi không ra cái nghĩa địa gì vậy? Con nói thiệt với cô nha, bữa nay mà con không phải đi ký hợp đồng là con đá thằng này như trái banh long vậy đó. Con nói thiệt là con cũng làm đúng quy trình thôi hả? Trời ơi là trời. Nhưng mà chị còn một số... Nè,
Chị làm cái gì mà chị dằn mâm sáng chén như vậy? Ai làm gì chị mặt nặng mà nhẹ hả? Chị làm vậy là kỳ cục lắm á. Chị tụi em sợ chị chắc à. Con làm chứ ai làm. Trời đất ơi, nghe nó mà không ký hợp đồng được ha, nó xé con chắc chắn luôn đó. Nhưng mà con làm theo đúng quy trình của sếp thôi. Nhưng mà làm gắt quá. Ê, cô ba định đi đâu? Cô ba đi đâu? Để con kiểm tra xem. Tôi có gì kiểm tra? Ha. Tôi đi uống nước. Hey, cô ba. Cô ba. Ủa cô ba? Ừ? Sao mọi người đi ăn hết rồi mà cô ba không đi ăn? Không thích ăn. Ồ. Ủa? Mà sao không đi ăn đi? Dạ, con có nhiệm vụ mà cô ba. Con phải ngồi đây canh chừng mọi người. Mọi người vừa đi ra là con kiểm tra một lần. Tí nữa mọi người đi vô con kiểm tra thêm lần nữa có ai không mang đồ lạ gì vô công ty. Ê Hoàng Nam, con làm riết giống như chú Ôn chú Ngục vậy đó. Ai ra vô con phải xét hết hả? Bây giờ người ta đi ăn, người ta đi ăn thì con vô con xét cái gì? Con xét coi người ta có mang đồ ăn dư vô không hả? Biết đâu được, họ đem bản thiết kế đâu đó vô công ty thì sao? Mình phải cẩn tắc vô ấy nái cô bà. Thì thôi đợi đi. Hoàng Nam, hai ta cách xa nhau. Trời ơi, nãy trùng quang sao mùi ngùi. Hay quá. Ngồi làm thần giữ cửa à? Dạ đúng rồi. Khoan, khoan chào hỏi, khoan cười đùa đã. Chị mới đi từ ngoài công ty vào đúng không? Thì đúng rồi. Như thủ tục bình thường, xét người. Xét nữa đó cô ba. Ừ. Nhờ ơn phước lộc của Hoàng Nam á. Dạ. Cho nên con đi làm sao cái về như vậy. Dạ. Ủa, cầm đi lề cầm về. Làm đi gặp đối tác đó. Dạ, đi gặp đối tác. Có được chữ ký không? Rồi đối tác không tiếp con. Ủa tại sao không tiếp? Ủa sao không tiếp chị, kỳ vậy? Là tại vì trễ giờ. Ủa tại sao trễ? Cô ba quên cái vụ lần sần hồi nãy ở bên phòng lưu mẫu đó. À là tại vì cô ba nhớ không? Nhớ. Ừ, chậm hoài xét hoài đó. Con không có kịp đi. Mà cô ba cũng biết bên đối tác rồi. Chỉ cần trễ nửa tiếng thôi à là người ta đâu có gặp mình nữa. Chết rồi. Thành thử ra con phải tốn một bữa ăn, rồi con nhờ thư ký trợ lý giám đốc phải năn nỉ cho con một cuộc hẹn khác, và cuối cùng là con về tay không. Đó. Vậy là hợp đồng. Dạ chưa ký. Cô ba thấy chưa, cũng nhờ con. Nhờ con mà chị Trang Bình có đem một mối quan hệ mới. Đó là thư ký trợ lý giám đốc. Đó, nhờ có con á. Cái hợp đồng kìa là do chỉ xui thôi. Lần sau gặp ký mới hồi, đúng không cô ba? Xui. Xui bỏ cô ba. Vậy xui là chuyện tính sau. Ừ. Còn chuyện nguyên tắc vẫn phải là nguyên tắc. Mời chị đưa đồ cho em kiểm tra. Trời đất ơi. Xét à? Xét chứ. Đây, xét đi. Dạ, cảm ơn chị. Phải chi hồi nãy chị hợp tác vậy là quá tuyệt vời chị thấy. Trời ơi, chị dễ thương lắm, chị đáng thương lắm. Rồi bây giờ là ký không được luôn vậy hả? Đúng rồi nè, cái bản mẫu nãy là đúng rồi nè, giải là đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Đó, dễ nè. Cô đó. Dạ, Modan nè, Modan nè. Rồi đây bản viết. Nè, đây bản Visco nè, chị đó, bản Visco nè. Dạ đó. Đi đem về đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Quá tai. Hả? À da. Ui da, cái gì ghê vậy? Trời ơi, có sao không? Hét đi. Trời ơi, đã biết thằng nhỏ sợ máu rồi. Để máu ba tránh ra đi để cho nó xét nè. Xét đi, chưa có xong mà. Sao vậy? Chạy đi. Nó ham xét lắm mà. Xét cái gì xét. Ây da, đau quá, đau quá. Trời ơi, Trang đi ơi. Trang biết vậy mà còn cười chứ được hả? Ác vừa phải thôi. Trời ơi, ghê quá à. Cười cái gì? Cái này nó nhẹ hiu. Đây nè, nó té nè, nó đập vô đây nè. Rồi ra máu ơi. Mà nó là thằng sợ máu. Máu đâu ra sợ. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, ở đâu mà máu ghê quá. Zero. Có miếng tanh nào đâu mà máu. Trời ơi, tao gột cây à. Đúng không? Zero đâu máu. Trời đất ơi, hù nhỏ vậy đó hả? Ai biểu nó. Con nói của ba nghe. Con á, không có ký được cái đơn hàng là con bực mình lắm rồi. Mà cho nó chừa. Trời ơi, tối ngày của ba thấy ông ngồi làm ông thần giữ cửa. Ta đi ra xét, đi vô xét, làm như ông nội người ta vậy đó. Trời ơi, nhưng mà thiếu gì cách để làm. Làm hù nhỏ vậy á, rủi nó sợ đứng tim nó chết thì sao mang quà. Cho nó một lần cho nó chừa. Nó không có bị gì đâu. Nó mà chảy máu là con đã hết hồn rồi. Cô ba yên tâm đi. Trời ơi.
Nè, còn hợp đồng chứ. Kể từ ngày mai, tất cả mọi giấy tờ và văn bản trước khi rời khỏi công ty của mình đều phải thông qua sự đồng ý và duyệt của tôi. À, nói như vậy là cuối cùng là công việc sếp giao Hoàng Nam không được rồi, sếp gánh hết luôn.